Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tem đây đang là một con LG V60 mà của một bác trong nhóm mình ấy, nhờ là gửi về chỗ em để em test hộ ấy. Đây, em sẽ test hộ bác ấy. Hình như là máy trần không ấy các bạn. Bọc khá là chắc chắn. Thế thì dạo này ấy, là qua Tết thì cái hàng V60 nó rất là ít luôn các bác nhé. Gần như là chả chút nào có. Đặc biệt là bản T-Mobile thì gần như là không có luôn. Chỉ đa số là bản version và bản Nhật thôi các bạn. Đấy, cho nên là gần thời gian này nếu các bác nào muốn mua V60 chắc là chỉ có anh em nào người dùng cũ chán bán lại thôi. Đây. Ok, thì đây nó có cái ốp bằng nhựa mềm. Nói chung là ốp nhìn cũng không qua mạnh lởn thôi. Rồi. Đây em sẽ lau qua đi. Đó thì như em sẽ bật cái nguồn lên nhé. Đấy thì như cái mặt trước này thì đương nhiên là nó xước râm khá là nhiều, xước lông mèo thôi. Vì cái máy này là không không dán gì. Đó, không dán gì các bác. Thì nó xước râm nhưng mà hình như cái giá của con này là như 3 triệu rưỡi thì phải. Thì với cái giá này thì các bác chả thể đòi hỏi một con máy nó quá là đẹp được. Đấy thì đây em sẽ show từng từng góc cạnh cho các bác nhé. Nhưng mà thực sự là quan niệm đẹp xấu của mỗi người mỗi khác nhau thì cứ show lên cho các bác tự đánh giá thôi, chứ người bán cái máy này này thì bảo là máy còn khá đẹp. Thế thì em thì cũng giờ mới như cầm nó thì sẽ đánh giá nó sau, thì sẽ show trước cho các bác xem này. Thì trước tiên là cái cạnh dưới thì cái cầu sạc này còn khá là mới nhé. Có đen đen bẩn bẩn đây thì vệ sinh sẽ hết thôi. Nhưng mà đây là xước này, đây xước này, đấy xước này. Cổng 3.5 cũng rất là bẩn. Bác này dùng chắc là không được cẩn thận cho lắm, không được kỹ tính cho lắm thì rất là bẩn. Đây có vết lõm này, đây. Bây giờ có nhìn thấy không? Em lấy cái vít. Đây. Đây, đây, có vết lõm này. Đấy, cái này thì chắc là chân va đập thôi. Phải cũng có xước. Nói chung là cạnh dưới này có xước nha các bác. Xước khá là nhiều. Đây là cạnh phải đây. Thì cạnh phải này còn khá đẹp. Cạnh phải có một vết chấm chỗ này thôi. Đây, chấm chỗ này thôi. Như vậy là đẹp rồi. Cạnh trên này. Cạnh trên này có chấm này. Có chấm này, xước này, đó, chỗ này xước râm râm. Nhưng mà đây em phát hiện ra là cái khay sim này, cái khay sim không ấn được xuống hết. Ai có thấy không? Cái khay sim không ấn được xuống hết nha các bác. Đấy, thì em sẽ thử rút nó ra luôn, xem nó thế nào. Đó, thì cái khay sim là bị gãy một tí này, và như vừa rồi là các bác thấy rồi đấy, là nó ấn xuống không hết nhé, ấn xuống không hết đấy. Đấy thì không biết là cái vấn đề này người bán và người mua đã trao đổi với nhau chưa thì em không biết, thì em có nào test thì nói thế thôi. Cái đây nó không ấn xuống hết này, ở đây nó phải như này nhưng mà ấn không hết nhé, ấn mạnh rồi đấy không hết, không xuống được hết đấy. Rồi, một vấn đề. Thì cái lỗi mà ấn xuống hết này thì em fix cũng được thôi, nhưng mà đấy cái việc đấy sẽ trao đổi sau. Rồi. Đây là cạnh trái này. Cạnh trái cũng còn khá đẹp nhá. Và cái con máy này nó cũng cái việc mà hở lưng ấy nó cũng khá là ít. Như này là chấp nhận được rồi, không vấn đề gì. Hở lưng này các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà cái này hở ít thôi. Như thế này là ok rồi.
Đấy, thì không biết còn áp hay không thì em chưa biết. Rồi, em sẽ show cái cụm camera xem nó có xước không. Đây, thì cái cụm camera của con này ấy, là đương nhiên sẽ có cái xước râm ở đây các bác thấy không? Đấy, xước râm rồi. Nhưng mà nhìn như này là vẫn còn còn ổn nha các bác, dùng vẫn được, không vấn đề gì. Đấy, nó sẽ ảnh hưởng đôi chút nhưng mà máy cũ như này là cũng khá là ngon rồi. Đấy là theo cái quan niệm của em thôi, không tùy các bác. Đây và lắp lưng này. Lắp lưng thì đây có chỗ cái chỗ này này. Cái chỗ này khu vực này đấy các bác nhìn thấy không? Là cái khu vực mà ốp ốp vào xong là nó cứ bị chấm 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 kiểu này này. À, đặc biệt con V60 nhé là hay bị kiểu này lắm. Cái con V60 của em là dùng là cũng hay bị như này. Thì cái này thì gọi là lưng xấu đi. Đấy. Lưng chấp nhận được thôi, không đẹp. Đấy. Ok các bác, đấy, chỗ này cũng xước này. Cái dưới cũng 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 dăm 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 dăm. Thì số EMA ở lưng đây là 62680. 62680 và em sẽ vào trong cái đặt. Các bác ấy vừa chắc vừa mới rồi, trong thời gian chờ nó em sẽ lắp cái sim vào xem nó có nhận không nhé các bác. Tại vì cái việc dùng máy thì sim sóng vẫn là cái quan trọng nhất. Rồi cứ chấp nhận cái này đã. Vân tay nha là còn này các bác. Cái việc màn hình nó qua một không thì em sẽ test sau. Em sẽ lắp sim xem nó có nhận không đã. Như kiểu lồi lồi này này. Thì hồi xưa em cũng có dính một con như này và đã fix rồi thì nó không cần thể nhớ đâu, thể nhớ ít khi là lỗi lắm. À không, con này nó bị khai sim như này thì nên test thể nhớ các bạn. Đấy, có sim mà vẫn không hết nhé, không không thể nhấn xuống hết được. Các bạn thấy không, không thể nhấn xuống hết được. Ok luôn. Rồi. Tiếp tục đi. Ok. Được. Rồi, nó đang vào. Đấy thì đây. Em sẽ xóa bớt mấy cái vớ vẩn này đi. Bật cái dữ liệu di động lên. Đâu nhỉ? Ồ. Vậy là không nhận các bác nhé. Bây giờ là không nhận này. Có nghĩa là nó chưa nhận sim này. Đó. Đó. Rồi ok. Vẫn chưa nhận sim nhé. Em sẽ khởi động lại. Khởi động lại con này. Xem nó có nhận sim không. Đó thì nếu về về ngoại hình nhé. Ngoại hình con này thì em thấy là đánh giá là còn ở mức trung bình khá thôi. Nếu mà đính theo phần trăm ấy thì con này em đánh giá nó tầm khoảng 97%, 96 97% nhé. Thì cái việc mà đánh giá phần số phần trăm thì tùy các bác thôi, em cũng không biết được, mỗi người đánh giá một kiểu. Có ông đánh giá 99% nhưng về sức tele vẫn gọi là 99% thì cũng chịu, mỗi người một kiểu mà. Đó, đây đang quay sóng quay quay này, bên nó có nhận không, hy vọng nhận sim. Hình như nhận rồi. Đấy, thẻ nhớ có này. Đó. Đã, nhận rồi nhé. Bật được cái dữ liệu di động rồi. Đấy, đợi một lúc nữa nó sẽ có 4G vì cái máy mới thiết lập ấy, nó chưa tải cái cấu hình 4G về nên nó chưa có thôi. Thì đây, có 4G rồi này. Đấy. Có 4G rồi nhé. Thì đặc điểm ấy, đặc biệt là của cái việc mà bị kênh khai sim như này là các bác phải lắp lắp sim vào. Nhiều khi nó nhận, nhiều khi nó không nhận và các bác phải khởi động lại thì nó mới nhận nhé. Đấy vì ở trong cái khi mà các bác đút cái sim vào ấy là nó có một cái lẫy bên trong là các bác phải đút hết cái khay sim vào thì nó mới chạm chạm hết cái lẫy đấy thì là nó mới báo cho các bác là đã nhận sim, đã nhận khay sim. Đấy thì bắt đầu nó mới tính tiếp là nó có nhận sim hay không. Đấy. Cho nên là việc mà này nó cũng hơi bất tiện một chút nhưng mà vẫn dùng được sim nhé các bác. Đó, thì gọi nghe gọi các bác luôn này. Đấy. Tiệm cận bình thường này. Tiệm cận bình thường nhé. Rồi ok. Loa ngoài nó thoại ok nhé.
Loa ngoài. Thay đổi ngôn ngữ, bấm phím 3. Ok, đó. Thì nhận siêu sóng bình thường, 4G bình thường nhé các bác. Em sẽ vào 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 trước tiên là vào cài đặt trước đi để xem là nó đang chạy, nó có phải đúng cái số email không. Thì trước tiên lại là dấu vân tay vẫn còn nhé. Ok, hệ thống này, giới thiệu điện thoại này, đây thì cái số email đây là 62680, nó trùng với cái số ở đây nhé. Ok nhé, đó, nhận sim, đây sim em đây, và đang ở Android mấy nhé, Android 12 rồi. Rồi ok, em sẽ vào cản cái bên trong em test nữa nhé. Ok luôn, thì trước tiên sẽ vào cái chỗ này. Để đây thì các bác thấy email cái thứ này, số IMBL bằng 1, thì máy này là máy máy V60 Zin nhé các bác. Rồi battery đây, các bác có thể thấy battery cycle là 345 lần sạc. Thì nhiều bác vẫn rất là tin vào cái số lần sạc này, nhưng mà em khuyên các bác là không 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 nên quá tin vào nó, chỉ để tham khảo thôi, và em nghĩ là chỉ tin được khoảng 50-50 thôi. Đấy, có nhiều con nó cả 40.000 lần, hôm trước em có một con là 40.000 lần sạc, sợ luôn, không hiểu nó tính sao được 40.000 lần. Đây, và trong thời gian test nhé, và trong thời gian test em sẽ thử, trước tiên là sẽ thử cắm cái sạc nhé, cái sạc, vì cái sạc nó sẽ là cái quan trọng nhất để mà, tại vì con V60 này các bác biết rồi đấy, cái lỗi chân sạc của nó xảy ra rất là phổ biến, cho nên là cái chân sạc nó rất là quan trọng. Thì cái con này như bác chủ cũ ấy bảo là nó hơi bị lỏng chân sạc chút, thì đây nó đang là 87% nha các bác, em sẽ cắm vào xem nó có lên không. Đây, và có báo sạc nhanh nhé, nó à, cũng đúng là lỏng thật các bạn, nó hơi lỏng lỏng tí. À, cái việc lỏng ấy nó có rất nhiều nguyên nhân, và em cũng có nguyên một clip đó, nhưng mà nhiều các bác vẫn 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 còn rất là mơ hồ. Thì nhiều khi nó lỏng là do nó mòn thôi, vì hoặc là cái chấu này của các bác này nó mòn, hoặc là nó rộng, hoặc là nó bẹp quá thì nó không ăn thôi các bác vệ sinh, hoặc là cái chân này nó nhiều khi nó bị bẩn quá, nhiều khi các bác vệ sinh lại nó ok. À, hay như các bác cứ thấy nó lỏng cái là bảo là do V60, thì nghĩ không đúng đâu. Ok, vẫn đang 87% nhé, em cứ để này xem nó có lên phần trăm pin không nhé. Rồi, và vào trong mình này ta sẽ tiếp. Ủa, sao bác ta nhầm nhầm. Được rồi, tiếp theo sẽ test mấy cái phần này. Đây, test các cảm biến tiếp cận ánh sáng bình thường này, các nút bấm này. Rồi, ok, các nút bấm bình thường. Chuông này, rung ok, rung rất mạnh. Con quay hồi chuyện này, ok nhé. Rồi, kiểm tra cái mic. Ok, mic dưới ok, mic trên này ok, mic ở bên hông này ok, mic ở đằng sau lưng này ok nhé các bác, bốn cái mic đều ok. Rồi sẽ kiểm tra cái cảm ứng, vì cảm ứng cũng rất là quan trọng. Thì trong vừa khi em vừa test và vừa cắm sạc như này, thì cái việc mà lên phần trăm pin nó rất là chậm là bình thường thôi các bác nhé, miễn là sao nó có lên là được. Ok, cảm ơn, ok nhé. Rồi camera thì tí em sẽ ra một game test luôn. Đây đang sạc này. À, đây bà sẽ thử xem còn áp suất không. Thì nhiều bác mua máy V60 hoặc là những con LG khác ấy, đều còn rất là quan tâm đến cái áp suất nhé. Em thấy là các bác tự mình làm thành một cái con gà cho bọn chân gà nó chăn thôi. Cái việc còn áp suất hay không ấy, nó giờ nó đã quá bình thường rồi. Muốn làm lại áp suất nó rất là dễ rồi. Cho nên các bác cứ nghĩ cứ mua còn áp suất thì là nó là còn ngon, thì không phải đâu nhé. Làm lại áp suất rất là dễ luôn. Và các người bán ấy, hay dựa vào áp suất để mà tăng cái giá máy lên, thì làm cho mấy ông cứ tin vào áp suất thì là bị giá cao lên và chả giải quyết cái gì cả. Đấy.
Thì con này này, con này còn áp suất nhé. Ví dụ như 14.3 đúng không? Nó lên đến 5.3, con này nhảy gần 1 thôi, cho nên còn áp suất nha các bác. Ngon. Nhưng mà em cũng nói rồi, còn áp suất thì tốt hơn. Ý em vẫn nói là còn áp suất thì tốt hơn. Đi mưa đi gió thì nó vẫn đỡ nguy hiểm hơn. Còn chứ bảo là cứ còn áp suất là máy còn ngon thì là hoàn toàn không phải nhé. Đấy, ok. Vì bây giờ làm lại áp suất dễ quá mà. Đấy, như rồi em sẽ test cái phần màn hình xem nào nó có vấn đề gì không nhé. Đây. Ok các bạn, cái màn hình này ok. Không bị ám ối gì cả. Những con V60 các bác, thường thường là những cái viền viền xung quanh cái khung này này. Nó sẽ hơi hơi nó kiểu hơi hơi nó hơi hơi vàng hơn một chút xíu thôi. Phải là rất rất là tinh mắt mới thấy thôi. Nó gọi là hơi hơi nhưng mà bác nào mắt mà không để ý cũng không thấy, mà bác nào mắt mà không tinh mấy cũng không thấy. Cho nên là tại vì em test nhiều thì em thấy thôi. Nó đa số nó có. Đấy. Nhưng mà như con này là ok này, không vấn đề gì nhé các bác. Con này màn đẹp nhé. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Đó. À đây các anh nhé. Phần trăm pin lên nhé. Từ 87 lên 88 rồi. Như thế là ok rồi. Và em cũng nói với các bác rồi. Con V60 các bác nên dùng cái sạc mà nó có hai đầu đều là cổng Type-C nhé các bác. Có nghĩa là sạc nào mà có PD ấy, có cái chuẩn PD ấy, càng tốt nhé. Thì nó sẽ nhận đủ và nó sạc nhanh hơn. Đấy, chứ còn các bác dùng cái một cái dây mà có cổng là C một cổng là A ấy, thì thường thường nó sẽ chậm hơn chút. Đấy thì là cái kinh nghiệm của em thôi. Rồi, ok. Thì cái này em nghĩ là cái cổng cái lòng cho sạc này là cũng bình thường thôi. Để em sẽ cắm cái máy tính nữa cho các bác, để em cắm máy tính vào xem có nhận không nhé. Em chờ một chút, quên đấy. Quên không cắm cái này trước, cái này nó hơi lâu. Đây các bác. Rồi, đây nhá các bác, vẫn nhận máy tính bình thường. Chứng tỏ em nghĩ con này nó chỉ bẩn cổng sạc thôi. Và em sẽ vệ sinh cho bác ấy, cho nó ngon. Ok. Và nó có một cái nữa là cắm tai nghe. Thì tại sao em không thích cái này? Thì vì cắm cái này nó không có. Đây, vẫn có này. Nó có nghĩa là như thế này là nhận bình thường nha các bác. Và nó sẽ không thấy cái chỗ là hiển thị 50 ohm đâu, vì cái app mà để hiển thị 50 ohm là phải mua. Và cái này máy này là máy mới mà, cho nên em chưa đăng nhập tài khoản em vào và chưa mua được, cho nên là sẽ không cần thiết cái đấy nữa. Nhưng mà cắm như này là có rồi nha, bình thường nha các bác. Rồi để em xem còn cái gì để test nốt nha các bác. À quên, lại bảo cái camera này. Đây các bác, em cứ rất hay bị quên cái việc test camera, cứ bảo để ra ngoài test nhưng mà hay quên lắm. Thế đây các bác, em thấy là vẫn rất là sáng đẹp bình thường nha các bác. Ngon, rộng, gần, siêu rộng này, cầm trước này. Ok hết nha các bác. Đấy, ok hết. Ô, cam trước con này nó hơi giật 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 kiểu gì ạ? Alo, 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 alo. Lúc đầu nó hơi giật thì có thể là đây là lần khởi động đầu tiên sau khi khôi phục cái gốc thì nó có thể bị vậy. Bình thường lại rồi. Ok. Đấy. Và việc mà các bác có rất quan tâm đó là việc mà test pin. Thật sự là ai cũng thế thôi, mua con máy nào cũng mong muốn là cái pin của mình nó còn tốt nhất có thể. Nhưng mà thường thường khi các bác mua kiểu online như thế này này, các bác sẽ không hoàn toàn không thể nào test được pin, trừ khi con máy đó pin nó quá yếu và nó bị tắt nguồn, hoặc là nó sập nguồn, hoặc là nó tốt pin rất là nhanh thì các bác mới biết được thôi. Chứ còn như con V60 pin nó rất là mạnh, cho nên là cái tốc độ tụt pin nó cũng chậm ấy, thì các bác sẽ không thể nhận ra được là con này pin yếu hay pin mạnh đâu, và các bác phải dùng mấy ngày bác mới biết được. Và những cái phần mềm mà đo cái độ cháy pin ở trên mạng, trên Zplay thì nó cũng chỉ các bác tham khảo nhé. Nhiều các bác cứ dùng Android mà các bác cứ hỏi là thế máy còn bao nhiêu phần trăm pin nữa, nghĩa là cháy bao nhiêu phần trăm pin rồi,
thì nó rất là buồn cười và cảm giác như là các bác bị sao ấy, kiểu là pin thủ ấy, rất là đau đầu. Em cũng có bán V60 và có cả bán cái con Sony 1 Mark 2 ấy. Thì bên nhà Sony ấy là vẫn còn để giữ lại cái gọi là cái dung lượng pin còn lại của cục pin đấy ấy. Thì nhiều anh em mua máy phát sợ luôn ấy, là chỉ mong là mua được con máy mà nó phải pin nó còn gần như 100%. Đấy, sợ luôn. Và nó chỉ tụt đi khoảng 2-3% thôi đã không mua rồi, đã chê ỏng chê eo xong rồi, rồi bảo là pin như thế là yếu rồi không mua. Xe này nó buồn cười, nó đau đầu lắm. Riêng về vấn đề pin thì nó quá là đau đầu luôn, nó thực sự là nó quá khó giải thích mà. Và hơn nữa là cái việc mà pin trên mỗi con máy dùng nó hoàn toàn là do mỗi người khác nhau. Có bác thì để cái phần trăm, để cái góc, để cái độ sáng màn hình này lúc nào cũng sáng 100% thì đương nhiên pin nó sẽ phải tốn hơn. Hoặc là các bác nào đấy mà hay cày game hơn, hay chơi những cái, hay dùng những tác vụ nặng hơn, hay quay phim chụp ảnh nhiều hơn thì nó sẽ phải tốn pin hơn thôi. Thế còn những bác mà chỉ là dùng cơ bản như Facebook, Zalo thì nó cũng bình thường thôi. Hoặc là những cái bác, đặc biệt là các bác hay sai lầm nhất là các bác vừa mua về xong các bác cái cài đủ thứ app, đủ thứ khôi phục cái gốc, xong rồi cài đủ thứ app, xong rồi trong khoảng 1-2 ngày bắt đầu máy nó bắt đầu nó mới đang là trong quá trình mà nó đồng bộ hóa này bộ kia, rồi nó tải xuống dữ liệu này, tải lên dữ liệu kia để mà nó đồng bộ hóa các dữ liệu của các bác đăng nhập vào những cái tài khoản Google, rồi tài khoản này tài khoản kia, thì nó sẽ là chưa thể ổn định được. Bắt buộc các bác phải, em nghĩ là các bác phải dùng trên 1 tuần thì nó pin nó mới là bắt đầu nó ổn lại, hoặc ít nhất là các bác phải dùng được trên 3-4 ngày thì em nghĩ là với pin có vẻ có thể đánh giá được là pin mình tốt hay xấu. Đấy, cho nên khi mà bán máy thì rất là đau đầu, là cứ hỏi em là thế máy pin còn được bao nhiêu phần trăm, thì cái đấy rất là chịu luôn. Cái đấy chẳng nhẽ mình bán cả 100 con máy mà cứ ngày này con máy nào cũng phải đi dùng 3-4 ngày rồi mới bán được thì chắc là chết. Là thôi, vấn đề pin nó rất là khó giải thích, mong các bác cũng rất là thông cảm. Như con này cũng thế thôi, là pin em thấy là còn ok đấy, từ nãy giờ nó tụt khá là chậm, thì các bác nào mua thì về đánh giá thêm thôi. Và sau này thương lượng giữa người mua người bán thôi, chứ pin thì em không đánh giá được. Nhưng mà con này thì em đánh giá là em nghĩ là ổn thôi. Đấy, rồi ok, nói chung là con máy này với mức giá mà theo em biết được ấy, thì là 3,5 triệu thì là mua được. Ok các bác nhé. Rồi, chào các bác.